Chào cả nhà, kính chúc cả nhà xem video thật nhiều niềm vui, công việc hanh thông và mọi việc thuận buồm xuôi gió cả nhà nhé. Hôm nay Chợ Đất Bình Thuận rất vui khi được giới thiệu tới cả nhà một lô đất biển thổ cư hai mặt tiền đường rất là đẹp, với tổng diện tích là 335 m², chiều dài mặt tường đường nhựa là 42 m, và một mặt tiền đường sỏi đối diện với mặt biển. Đây là một lô đất rất đẹp. Nếu cả nhà mình không đầu tư và mua được lô đất này thì chắc chắn rằng là rất khó sẽ mua được những cái lô đất biển còn lại ở tại Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Khu này thì là hiện tại quy hoạch đất ở 100%, không dính quy hoạch, cam kết về pháp lý, chuẩn sạch 100% cho cả nhà nhé. Mua bán đăng bộ, sang tên nhanh. Đây là một lô đất mà hiện tại bây giờ là chủ đang rất cần tiền, cho nên là hiện tại đang bán không phải một cái thời điểm mà nóng sốt mà cả nhà mình có thể mua được với những cái vị trí đẹp như thế này để sở hữu được những cái mảnh đất ở tại đất biển thổ cư. Thì tìm được những lô đất này thì rất là khó, và thực chất là phải sở hữu một cái mức giá nó rất là cao. Còn hiện tại bây giờ thì tổng diện tích là 335,6 m², thổ cư 100%, hai mặt tiền đường, rất là đẹp, và hiện tại bây giờ đang bán với một mức giá rất rẻ chạm đáy. Hãy inbox và liên hệ ngay với hotline Chợ Đất Bình Thuận 0903111365 hoặc 0906813285 để gửi sổ thông tin vị trí và đàm phán giá cho lô đất này. Hiện tại giá dao động từ 7.8 tỷ cho đến 8 tỷ cho lô đất này, nhưng mà hiện tại thì chủ còn đang với là mức giá mong muốn của chủ thôi. Nhưng nếu cả nhà mình có nhu cầu đàm phán mua thì hãy liên hệ trực tiếp với hotline Chợ Đất Bình Thuận để đàm phán trực tiếp với chủ để được giá tốt hơn. Mua bán đăng bộ sang tên đối với lô đất này, hiện tại sạch đẹp và liền kề xung quanh lô đất này thì đã có dân cư sinh sống lâu đời. Hiện tại thì du lịch của khu biển Hồng Chính cũng đã phát triển rất là mạnh. Xung quanh thì cũng có các quán ăn du lịch, nghỉ dưỡng, homestay, đặc biệt nhất là Stop & Go. Đây cũng là một cái làng chài resort nổi tiếng nhất mà khi cả nhà mình đến tại bãi biển Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, là một điểm lưu trú cho các giới du lịch cũng đều biết tới ở tại địa điểm này rồi. Và lô đất này thì cách trung tâm chợ Hòa Thắng, trường tiểu học cơ sở Hòa Thắng và Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng trong bán kính từ 200 đến 300 m cả nhà nhé. Xung quanh này thì đã phát triển sầm uất rồi, và đây cũng là một lô đất mà cả nhà mình rất thích hợp để đầu tư ngay tại bây giờ. Tại thời điểm bây giờ là thời điểm mà dễ mua dễ bán nhất. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Mọi chi tiết thì Chợ Đất Bình Thuận đã đến kèm với lại thông tin, nên mời cả nhà mình cố gắng xem hết 3 video cả nhà nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Gotta get out of here tonight. Oh,